chương trình Hội Thiện Nguyện bên em đang có ta và Trúc Hồ Music xin trân trọng giới thiệu Đại Nhạc Hội, Nhạc Trẻ Mùa Hè 2024, SPTN Music Festival tại Garden Grove Amphitheater 12762 Main Street vào ngày thứ Bảy, 31 tháng 8 năm 2024 vào lúc 6 giờ chiều. Một đêm nhạc với những nhạc phẩm bất vũ vượt thời gian từ thập niên 60 đến nay cùng với thành phần ca sĩ được yêu chuộng trong nhiều thập niên qua như Lâm Nhật Tiến, Sĩ Đan, Thế Sơn, Nguyên Khang, Trish Thùy Trang, Diễm Liên, Y Phương, Philip Huy, Đoàn Phi, Thúy Vi, Việt Khang, Andrew Gia Hân, Phi Yến, Đan Uyên, cùng với ban nhạc Trúc Sinh, giá vé ủng hộ 50 Mỹ Kim đồng hàng, xin liên lạc số điện thoại 714 636 1121. Xin trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SBTN, Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Xoáy tin. Hôm nay là ngày thứ năm, 29 tháng 8 năm 2024. Ờ, thưa quý vị, cáo lỗi cùng quý vị là anh Long hôm nay nghỉ có việc riêng, thành ra ngày mai mới trở lại. Mong quý vị thông cảm. Thưa quý vị, Phó Tổng thống Kamala Harris hiện nay đang ứng cử Tổng thống Hoa Kỳ. Có thể nói là một cuộc vận động tranh cử rất là nhiều cái điều lý thú và có thể nói là nhiều điều rất là lịch sử Bà là phụ nữ thứ nhì trong lịch sử Hoa Kỳ ứng cử chức tổng thống. Người đầu tiên là bà Hillary Clinton năm 2016. Bây giờ bà là người thứ nhì. Nhưng bà lại là phụ nữ da đen đầu tiên ứng cử chức tổng thống Hoa Kỳ. Đó là một sự kiện lịch sử. Trước đó vào năm 2021 bà đã trở thành Nữ Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ Và trước đó nữa khoảng một năm Bà là nữ ứng cử viên Tổng thống Gia đen đầu tiên của Hoa Kỳ à, Đó là ba cái điểm lịch sử Thì kỳ này Bà có thể nói rằng là nếu Bà thắng vào ngày 5 tháng 11 tới đây Bà sẽ là, tạo nên một sự kiện lịch sử nữa Đó là Nữ Tổng thống Gia đen đầu tiên của nước Mỹ và thêm một lịch sử nữa Bà là phó tổng thống đương nhiệm Mà thắng cử tổng thống kể từ năm 1988 Có nghĩa là nó sắp xỉ khoảng như là 36 năm Lần cuối cùng năm 1988 là ông George s W. Bush Tức là Bush cha Lúc đó là phó tổng thống cho tổng thống Ronald Reagan Thắng cử năm 88 Thắng Michael Dukakis cái lịch sử thứ năm đó nó nhỏ thôi Nó không có lớn Nhưng mà nó là một lịch sử khắc nghiệt Vô cùng khắc nghiệt Và bây giờ bà đang ứng cử đi ngược dòng với lịch sử này Bởi vì nước Mỹ thưa quý vị Từ năm 1836 1836 Cho tới nay tức là 188 năm chỉ có một đương kim phó tổng thống thắng cử tổng thống thôi đó là ông Butcha năm tám tám quý vị thấy không một trăm tám mươi tám năm mà chỉ có một người thôi và nếu như bà thắng bà sẽ là người thứ nhì phải là người thứ nhất sau ba mươi sáu năm đó thì trong suốt quãng thời gian một trăm tám mươi tám năm đó có bốn người phó tổng thống ra ứng cử tổng thống thì chỉ có mình ông Butcha là thành công trước ông bút cha có hai người và sau bút cha có một người không thành công người đầu tiên là ông Richard Nixon năm 1960 lúc đó là phó tổng thống cho ông Dwight Eisenhower ông ra ứng cử ông thua ông Kennedy rồi đến năm 68 ông Herbert Humphrey lúc đó là phó tổng thống cho ông Lyndon Johnson ra ứng cử tổng thống năm 68 thua ông Richard Nixon. Và đến năm 2000, ông El Gore lúc đó đang là phó tổng thống Trong Bill Clinton ra ứng cử thua ông một con Thì quý vị thấy đó, bốn người ra ứng cử, bốn người phó tổng thống đương nhiệm ra ứng cử trong 188 năm qua chỉ có một người thắng thôi. Thì bây giờ bà Kamala Harris là phó tổng thống đương nhiệm thứ năm kể từ năm 1836 ra Liệu bà có thắng hay không? Chúng ta không biết Nhưng mà rõ ràng nói về mặt lịch sử là bà đang đi ngược lại Tức là nếu mà bà tính từ năm 2000 Tức là 24 năm rồi bây giờ mới có lại Một người phó tổng thống Đương nhiệm là ứng cử tổng thống Mà những cái người thua đó Của những cái năm trước đó Như ông Nixon, như ông Humphrey, như ông Gore, Thua các đối thủ của mình Thua trong đường tơ kẽ tóc đặc biệt như eo go nếu mà tính luôn cái phán quyết của tôi cao viện ông thua ông bút con có chừng ngàn phiếu ở tiểu bang florida thì lúc đó đang đếm lại thì tôi có viện xen vào bắt đầu ông thắng sau ông thua thì nó đã chặn ngừng đếm phiếu thì ông bút con hơn ông có một ngàn phiếu thôi trong số hàng bao nhiêu triệu phiếu đó thì tôi cho vị thấy cái bức tranh sơ khởi là bà Hillary, Clinton, bà 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 Kamala Harris bây giờ đang phải đi ngược dòng về sự là chỗ đó và các sử gia họ nghiên cứu những cái này nó cho thấy là có hai cái yếu tố để mà một ứng cử viên để để một phó tổng thống đương nhiệm ra ứng cử tổng thống có thể thành công hai yếu tố đó là gì thứ nhất là cái vị tổng thống đương nhiệm của mình có được sự ủng hộ lớn lao hay không cái thứ hai là giữa vị phó tổng thống đương nhiệm và tổng thống đương nhiệm làm việc có ăn ý hay không hai cái yếu tố đó nó phần nào quyết định cho cái người phó tổng thống có thể thắng tổng thống đó là hai cái yếu tố quan trọng bởi vì nói gì thì nói phó tổng thống ở Mỹ thực sự họ không có quyền nhiều nhưng mà họ cái tiếng của họ đi chung cái liên danh với tổng thống họ bị ảnh hưởng tổng thống mà tốt thì họ được thường thốt xấu thì họ bị ảnh hưởng chứ họ không có quyền gì nhiều nữa trong chính giới Mỹ người ta hay còn thường có cái câu nói đùa mà nhiều người không hiểu là phó tổng thống nhiệm vụ là gì tối ngày chỉ làm có hai việc thôi đi đám ma các nhà độc tài là các nhà độc tài mà chết thì mà có quan hệ ngoại giao với mỹ thì ông tổng thống không đi đám tang ông tổng thống để cho bà ông phó tổng thống đi đám tang thôi tại độc tài mà tổng thống đi nó kỳ quá đó là một chuyện chuyện thứ hai nó đùa còn vui hơn đó là bà phó tổng thống mỹ chỉ có nhiệm vụ là cầu nguyện cho tổng thống chết tổng thống chết thì phó tổng thống đương nhiên lên làm tổng thống không có bầu gì đó ở trường hợp nó xảy ra năm 1963 đối với ông John Kennedy khi mà ông bị ám sát chết ở Dallas thì ngay lập tức ông Lyndon Johnson được tuyên thệ để làm tổng thống liền. Để... Nói cái đó để chúng ta hiểu rằng là vai trò phó tổng thống gần như là không có gì cả. Sau này chính trị Mỹ nó thay đổi. Một số phó tổng thống được là để ý và đóng vai trò quan trọng trong công việc Tổng thống Ví dụ như ông Dick Cheney Cựu Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ Dưới thờ bút Cha Sau này làm Phó Tổng thống trong Bút Con Bạn của bố mình mà Đúng không Tương đối là có khá nhiều tiếng nói trong đó Hay là như ông bút Cha Ông từng là Giám đốc CE Từng là Đại sứ tại Liên Hợp Quốc Từng là Dân biểu Liên bang Cái tiếng nói của ông cũng được ông Reagan lắng nghe Tại ông Reagan đó ông chỉ thống đốc ở tiểu bang California trước đó ông là một tài tử đó. thì đại khái là như vậy thấy tôi mở ngoặc cái này chút xíu nhiều người không hiểu trong những ngày qua tôi thấy ra rà cứ nghe là ông Trump muốn nói đổ thừa cho bà Kamala Harris là kinh tế đi xuống đổ thừa cho bà là biên giới bị mở rộng vô nhiều rồi bây giờ đổ thừa cho bà luôn cả cái chuyện Afghanistan rút quân vào ngày 26 tháng 8 2021 là 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng bây giờ ông còn đổ luôn cho bà cái chuyện là ám sát hụt ông luôn mà ông thì thân mình không nói bởi vì cái tầm của ông và trình của ông và chính trị nó siêu thấp luôn hạ cấp lắm mình không kể nhưng mà có những người rất là thông minh hoặc là được coi là thông minh được coi là có trình độ trí trí tuệ mà lại đi nghe những cái lời đó thì quả là thất văn bại và thất thị vọng nên nhớ phó tổng thống không làm cái gì hết hồ chơi trên nước thôi tại vì trong hiến pháp của mỹ và trong hệ thống chính quyền của mỹ là phó tổng thống chả làm cái gì cả. Ngoài ra có một cái nhiệm vụ khá quan trọng nữa, với điều kiện là thượng viện khi nào bỏ phiếu 50 mươi năm mươi thì cái lá phiếu của phó tổng thống trong vai trò chủ tịch thượng viện mới quan trọng. Lúc đó được mời đến ngồi bỏ cái phiếu bỏ bên nào, bên đó thắng là 51 mươi năm mươi đó. Mà trường hợp nó hiếm nó xảy ra, sau này nó xảy ra hơi nhiều là bởi vì cái môi trường chính trị của nước mỹ, đó, đó là vai trò phó tổng thống chỉ làm vậy thôi. Thế bây giờ tôi muốn trở lại cái chuyện là hai yếu tố mà nãy tôi nói. Cái vị tổng thống đó của ông bà phó tổng thống đó có được sự ủng hộ người dân hay không? Và tổng thống và phó tổng thống làm việc có ăn lý không? Đó là hai cái quan trọng mà chúng ta phải để ý. Thì bây giờ chúng ta đi từng người. Năm 1988, ông bút cha sợ dĩ tại sao ông thành công ông thắng ông michael dukakis thống đốc tiểu bang massachusetts đó. lúc đó đó phải nói rằng là cái thành tích của ông Ronald Reagan giúp cho ông bút cha rất nhiều nền kinh tế phát triển vững mạnh dưới thời Reagan thập niên 80 quý vị còn nhớ là tôi còn nhớ nhiều người việt nam sang đây nghĩa là đi làm mấy hãng quốc phòng tiền không cày tối ngày mua hai ba căn nhà luôn rồi những gì nữa chính dưới thời ông ronald reagan chấm dứt được chiến tranh lạnh chế độ liên xô sụp đổ các nước đông âu sụp đổ được coi là một thành tích khá lấy lừng của ông reagan và mặc dù ông bị dính cái vụ mà Iran contra hết Năm 86, 87 Vụ nó xuống ghê lắm Vướng vùng đại tá Oliver North Các quý còn nhớ Tức là họ bán vũ khí cho Iran lấy tiền trợ giúp cho cái nhóm mà contra Để chống lại cái chế độ Cộng sản ở tại Nicaragua mà do ông Daniel Ortega đứng đầu Nó gọi, mới gọi là Iran contra là như vậy nhưng mà dù bị như vậy nhưng mà nhờ nền kinh tế nó lên cho nên cái mức độ ủng hộ của ông Reagan cũng lên luôn đó. thành ra phải nói rằng là cái mức độ mà ủng hộ người dân với với ông Reagan lúc đó lên cao thành ra là ông cũng trả theo luôn và sau này một số sử gia họ nói rằng là gì có lẽ ông Reagan ông thắng ông làm cho cái, 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 cái chiến tranh lại tan biến làm chế độ Liên Xô sụp đổ một phần là có lẽ là có những cái cố vấn của ông Bucha ông từng là giám đốc CIA nhá. Tôi phải nhớ, ông từng là đại sứ tại Liên Hợp Quốc luôn. À, lỗi ở Trung Quốc. Ông có những cái thông tin, những cái kiến thức rất là giá trị đóng góp cho ông Ronald Reagan. Thành ra ông Ronald Reagan ở một bước nào đó là chuyển cái gọi là thắng lợi đó, cái di sản cái đó, cái gia tài đó, uy tín nó xuống cho ông của Ví dụ ở tại Đại hội Đảng Cộng Hòa vào năm đó, ông Ronald Reagan đã khen ngợi ông Bush là một đối tác vô giá và mạnh mẽ, coi như là không phải mạnh mẽ, với là, rất là, là tiếp cận, tức là hăng hái, tôi dùng chữ hăng hái là đúng hơn, một đối tác hăng hái và vô giá. Và hai người đã đi đến California để vận động tranh cử. Bởi vì ông Reagan từng là thống đốc California mà. Kiếm một mớ tiền cho ông cha luôn. Rồi họ vận động tranh cử cùng với nhau. Các tiểu bang như Michigan, New Jersey, Missouri. Vân 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 vân. Đó. Thì đó là cái yếu tố. Mà chúng ta thấy ông cha là nhờ cái sự thành công. Và cái sự ủng hộ cao của ông Reagan. Đó. Rồi người ta cũng nói luôn. Là trong cái quan hệ giữa hai người. À, ông bút cha và ông Reagan có những quan hệ mật thiết như thế nào. Đó. Tôi sẽ trình bày tiếp cái chuyện này sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SBTN. cảm ơn cái vị ứng màn hình của đài truyền hình FPTN sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình của đài uh, chương trình xoáy tin tôi đang nói về câu chuyện phó tổng thống Kamala Harris bị ứng cử tổng thống là đang đi ngược dòng lịch sử mà có vẻ không có lợi cho bà qua những cái gì tôi điểm qua trước đây có bốn ông phó tổng thống ra tranh cử chỉ có một ông thành công rồi, đó là cha còn ông Humphrey ông Elgor Gore à, là đều thất bại, à, không có thắng được. Ông Humphrey, ông Elgor Gore uh, và ông Nixon, ba người đều thất bại. Nixon mãi sau là năm 68 mới thắng là lúc đó là ông hết làm phó tổng thống rồi. đang nói lúc mà họ làm phó tổng thống. Bây giờ trở lại cái cặp mà bút cha với Reagan. Tôi đã trình bày quý vị về vấn đề kinh tế, rồi vấn đề ngoại giao thành công. Và đặc biệt cái quan hệ của hai ông này khá là mật thiết, khá là ăn ý. Quý vị nhớ nữa là ông Reagan với ông Bush cha là họ khác nhau không bao nhiêu tuổi. Họ gần như là bằng lứa với nhau. Thành ra họ nói chuyện với nhau cũng dễ, làm việc với nhau cũng dễ. Ăn ý với nhau. Ông Reagan như tôi nói hồi nãy, trước khi nhìn quảng cáo, cái chính sách đối ngoại ông không có bằng ông giờ ông chỉ là thống đốc của california nhưng mà bù lại có cái ông bút con ở à bút cha ông hiểu biết về thế giới nhờ ông làm đại sứ trung quốc nhờ ông làm giám đốc cia ông có kiến thức rộng rồi đó giống như hồi đó ông obama với ông biden obama biết gì đâu về, 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 quan hệ ngoại giao biden biden từng làm chủ tịch ủy ban ngoại giao thượng viện trong nhiều năm nhưng mà ngay cả ông bút cha có nhiều kiến thức như thế kinh nghiệm thế cái quan trọng nhất là hai người phải ăn rơ với nhau ăn rơ với nhau đó thì nó mới ra cơm ra cháo ra ngô ra khoai cho nên ông bút cha thành công năm hai nghìn tám là vậy trường hợp ông Elgo năm hai nghìn Ông Elgo thì cũng có cái sự mật thiết với lại ông Clinton nền kinh tế dưới thời ông Clinton cũng mạnh mẽ. Lúc đó không có chiến tranh gì cả. Và mức độ ủng hộ của dân chúng đối với ông Bill Clinton cũng khá cao. Ngoại trừ cái chuyện mà ông chơi nhạc bất hợp pháp trong đời ốc. Nhưng mà ngay cả sau vụ chơi nhạc đó, với cô, uh, uh, cô Monica Lewinsky, mức độ ủng hộ của ông vẫn cao. Thành ra ông ông hưởng cái đó. Rồi trong 8 năm làm phó tổng thống cho với ông, ông Clinton Thì ông El làm việc cũng khá là chặt chẽ Khá là ăn ý với lại ông Clinton Nói chung là ông Elgo cũng được hưởng cái giống như ông Bush cha hưởng dưới thời ông Ronald Reagan Nhưng mà khi ông El đã ứng cử năm 2000 Tôi nhớ lúc đó tôi làm vận động tranh cử cho một vị dân cử ở đây thì vì cái vụ mà Monica Lewinsky ông El đã sai lầm sau này các sự gia họ đã sai lầm là tránh né ông Clinton tránh né ông Clinton ông sợ bị mang tiếng của Monica Lewinsky người ta nói giá yeah, mà lúc đó ông đừng né ông Clinton có khi ông thắng vì ông sợ rằng là đi với ông Clinton chết thành ra thua đó. bởi vì cái ông ông đi với ông Clinton có thể mất phiếu nhưng bây giờ ta thấy là không đi với Clinton mất phiếu là mất nhiều hơn đó là các sử gia họ phân tích họ nói như thế. Đó. Tôi trở lại cái câu chuyện mà tôi làm việc, tôi làm vận động tranh cử cho một vị dân cử tôi nhớ đó là năm 2000. Ông eo go, ông lên, ông nói, đại khái vận động, ông nói, ông cho tôi biết giống như tôi là tự tôi, tự lực thánh kinh, uh, tự tự lực cánh sinh. I am my own man. Tức là khi ông nói như vậy Nó có hai ý ông đó là tôi là một người có thể Tôi làm được chuyện này Không cần người khác nhờ Và tôi không dính tới Gọi là nhạc sĩ Bill Clinton Nhạc sĩ Tòa Bạch Ốc à. Lúc đó tôi nhớ là ông có tổ chức một buổi gây quỹ Ở trên cái chùa Đài Loan Ở trên Hà Sinh Đà Hai Người ta đi cũng đông đó. Rồi ông có tổ chức một buổi có một buổi gây quỹ ở tại Playboy Mansion của ông Hugh Hefner. Nhưng mà cuối cùng cái đó là bị hủy. Quý có biết không? Trong vòng một tiếng đồng hồ là 5 ngàn đô la vé mua sạch. Người ta mua sạch. Không có nhiều, đội chừng 5-600 người tham dự thôi. Ông Hefner <laughs> tổ chức kỳ quỹ cho ông đó. Lên chương trình đâu đó hết rồi, xong hết rồi. Bị người ta cảnh cáo. Ê, ông mà gây quý ở chỗ Playboy Mansion là không khác gì nhắc lại cái chuyện ông Clinton chơi nhạc bất hợp pháp rồi ông. Tôi nhớ lúc đó vé bán hết rồi, bán sạch rồi, cuối cùng là hủy, ông người ta cho tiền nó luôn, trong eo go luôn. Vì cái scandal mà Monica Lewinsky mà ông Al né tránh ông Bill Clinton. Cho nên á là ông Al Gore đã sai lầm khi mà coi như anh được lợi về kinh tế được lợi về cái mức độ ủng hộ của tổng thống nhưng anh lại né tổng thống. Có rồi nếu mà giá lúc đó đừng né ông Clinton, ông Clinton lúc đi vận động là có khi ngon, và ông Clinton ông nói chuyện hay lắm, hay lắm. À. Rồi cũng có cái đặc điểm giống ông Bush cha luôn, là ông Clinton với ông Elgar gần như ngang tuổi, ngang tuổi với nhau. À. Ông Clinton là một thống đốc trẻ của tiểu bang Arkansas, ông Gore là một thợ, một thượng nghị sĩ trẻ của tiểu bang Tennessee. À. Nói chung họ hai ông đều là miền Nam hết gốc của tiểu bang miền Nam họ ok nhưng mà chỉ có cái vụ Monica Lewinsky vụ mới chơi nhạc bất hợp pháp nó làm cho ông El né tránh ông Nixon thì sao à ông Nixon thì có cái này cái kia ông là phó tổng thống cho ông Eisenhower một người lúc đó rất nổi tiếng một vị tướng chỉ huy quân đội đồng minh ở bên châu Âu vừa đánh thắng Hitler trở về về một cái đảng cử thống lên liền và chọn ông Nixon Nixon lúc đó là thống đốc tiểu bang California trước thời cả Reagan luôn nên là phó tổng thống thì hai ông làm việc cũng ok nhưng mà nó không ok ở cái chỗ là gì ông Eisenhower cái cái bóng của ông quá lớn ông Nixon không là cái gì hết ông ông Eisenhower được coi như một anh hùng ở trong trường hợp này nó lại bị ngược lại tức là gì nổi tiếng cỡ Ronald Reagan nổi tiếng cỡ Clinton thì là mình núp cái bóng nó được còn cái này nổi tiếng quá cơ như ai ai Eisenhower thì ông Nixon lại không núp được. Cái cây nó cao quá. Nó nó quá hớp. Và về tuổi tác thì ông Nixon thua ông Eisenhower tới 20 tuổi. À cái này quan trọng. Cái này quan trọng. Đó. Thua tuổi như vậy đó coi như nó không có khớp với nhau. Hai thế hệ khác nhau. Đó thế thì người ta bảo tại sao bà Kamala Harris với lại ông Biden thì lại hợp nhau chưa chắc ông bà Kamala Harris cũng thua ông hai lần Biden. Biden là gần 20 tuổi á cho nên lúc đó hai người không hợp nhau về tuổi tác rồi hai người lại coi như là gì một người là cây cao cây cây đa cái đèo một người không là cái gì cả cho nên nó bị gọi là lỗi nhịp lạc nhịp thì người ta nhớ lại đó là lúc đó đó có một nhà báo cái ông sau này theo những cái ông mà John Farwell cái ông Farrell đó cái ông mà viết tiểu sử cho Nixon đó người ta mới hỏi cho ông này mới nhớ là vào cuối mùa hè năm 1960 khi mà ông Eisenhower được khỏi đó ông có thể kể một cái sự ảnh hưởng nào đó của Nixon mà rất quan trọng trong cuộc đời tổng thống của ông hay không? Tức là ông Nixon có ảnh hưởng được ông có đóng góp ý kiến gì không? Thì đây là lời ông Eisenhower ông trả lời nè. Nếu mà ông cho tôi một tuần á thì tôi có thể tìm ra một cái. Có nghĩa là nó không có cái gì gọi là lớn lao để mà ông Eisenhower có thể nói ra, nghĩ ra là ngay lập tức. Rồi khi đi vận động cũng vậy luôn. Ông Nixon cũng ngại ngùng, không dám gọi là đi gọi là mạnh mẽ với lại ông ai thành ra thua ông Kennedy là chỗ đó. đó. rồi bây giờ qua tới bà Kamala Harris ông Humphrey tôi tôi định nói nói sớm xíu ông Humphrey ông Humphrey thì bị cái vụ gọi là ông ông Humphrey trường hợp nó giống của bà Kamala Harris hơn năm 68 ông Johnson bất ngờ rút lui mới đưa phó tổng thống Humphrey ra giờ chót để ứng cử và rồi đại hội đảng dân chủ năm 68 ở Chicago hai phe đánh nhau đủ thứ hết. Nó làm cho ông Humphrey thua ông Nixon. Thì bây trường hợp bà Kamala Harris thì nó ná ná giống như ông Humphrey tức là ông Biden bất ngờ rút lui. Đưa bà Kamala Harris lên. Cái gì khác cái chỗ là bà Kamala Harris là gì? nữ và không phải mắt xanh mũi ló tóc vàng sẽ nhỏ. Nhưng mà bà Kamala quý vị thấy trong cái thời gian mà đại hội đảng dân chủ rồi thì bà lại khí thế hơn là ông Humphrey năm 68. Năm 68 biểu tình bạo động ghê lắm cảnh sát tới. Năm nay cũng biểu tình chống Israel, ủng hộ Palestine nhưng mà mọi thứ nó êm. Và bà Kamala Harris đã tạo được khí thế đó khác với ông Humphrey. Đó. Nhưng mà bà Kamala Harris thì bị cái là cái mức độ ủng hộ của ông Biden là thấp. Một trong người thấp nhất thấp hơn cả ông Trump nữa. Thành ra bà Kamala cũng bị cái thiệt thòi là bị bất lợi cho đó. Đó, thành ra những cái cộng trừ dân chí nào chúng ta không biết Nhưng mà rõ ràng những gì bà Kamala Ông Biden thì sẵn sàng đi vận động chung với bà Kamala Nhưng mà sức khỏe có giới hạn cũng trước giờ mới đi được có lần Phía phía sắp sửa đi lần nữa Ở à, Maryland xin lỗi quý vị Cứ không đi được nhiều Thành ra bà cũng bị thất thế thì nói chung là chúng ta chưa biết nó như thế nào Nhưng mà đó là cái tình trạng mà bà Kamala Harris bây giờ đang đối diện với lịch sử Mà bốn người cho một người thành công thôi Chưa biết, không biết liệu bà có vượt qua được cái nhớp này hay không Chúng ta sẽ chờ xem như thế nào Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi Nhìn trái tin ngày hôm nay Đối dũng chúc quý vị gia đình ngày vui khỏe Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình SBT Morning sáng ngày mai thứ 6, 30 tháng 8, 2004 đài truyền hình SPTN, hội thiện nguyện bên em đang có ta và trúc hồ music xin trân trọng giới thiệu đại nhạc hội nhạc trẻ mùa hè 2024 SPTN Music Festival tại Garden Grove Amphitheater 12762 Main Street vào ngày thứ bảy 31 tháng 8 năm 2024 và lúc 6 giờ chiều. Một đêm nhạc với những nhạc phẩm bất vũ vượt thời gian từ thập niên 60 đến nay cùng với thành phần ca sĩ được yêu chuộng trong nhiều thập niên qua như Lâm Nhật Tiến, Sĩ Đan, Thế Sơn, Nguyên Khang, Trish Thùy Trang, Diễm Liên, Y Phương, Philip Huy, Đoàn Phi, Thúy Vi, Việt Khang, Andrew Gia Hân, Phi Yến, Đan Uyên, cùng với ban nhạc Trúc Sinh, giá vé ủng hộ 50 Mỹ Kim đồng hàng xin liên lạc số điện thoại 714 636 1121.